Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mai Khôi. Ngày hôm nay, Mai Khôi mời các bạn cùng với Mai Khôi đi du lịch tới Thái Lan qua món ăn Pad Thai. Đây là một món ăn rất là nổi tiếng của xứ sở Chùa Vàng. Pad Thai khi ăn thì có cái vị chua chua, ngọt ngọt, thêm chút cay cay. Cho nên ai mà đã từng thưởng thức cái món này rồi thì khó mà có thể quên được. Cách làm cái món Pad Thai thì cũng rất là đơn giản. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng với Mai Khôi làm món này nha. Đầu tiên Mai Khôi sẽ đi ngâm sợi phở khô trước. Thì sợi phở khô các bạn dùng sợi to hay là sợi nhỏ tùy ý. Ở đây Mai Khôi sẽ sử dụng sợi to và mình ngâm là 400g nha. Nếu mà các bạn ăn ít hơn thì mình bớt cái lượng sợi phở lại. Đây mình sẽ ngâm với lại nước lạnh và ngâm khoảng 2 hoặc là 3 tiếng để cho cái sợi phở nó mềm ra. Sợi phở Mai Khôi ngâm nãy giờ nó đã mềm rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ vớt nó ra một cái rổ rồi mình cũng xả qua nước lạnh và để cho nó ráo nước. Ở đây Mai Khôi có là 60g me. Mình sẽ cho vào đây là 120ml nước sôi. Và mình sẽ ngâm cái me này cho nó mềm và mình dầm nó ra để mình lấy nước cốt me đó. Nguyên liệu tiếp theo Mai Khôi có ở đây là 300g đậu hũ. Mình sẽ cắt đậu hũ này ra thành từng miếng vừa ăn. Các bạn có thể cắt thành từng miếng hình vuông hoặc là cắt nhỏ giống như Mai Khôi như thế này cũng được nè. Mình cho dầu ăn vào trong chảo để mà chiên đậu hũ. Nếu mà các bạn ngại dầu mỡ đó thì có thể cho đậu hũ vào trong nồi chiên không dầu. Hoặc là các bạn để đậu hũ trắng như thế này để lát nữa mình làm bát thái luôn cũng được. Rồi Mai Khôi cho đậu hũ vào và mình chiên cho nó vàng giòn thì Mai Khôi sẽ gấp ra bỏ lên cái dĩa có lót khăn giấy để cho nó thấm bớt dầu ăn. Cái chén me lúc nãy Mai Khôi cho nước sôi vào á, thì bây giờ cái me nó mềm rồi mình sẽ dầm nó ra để mà mình lấy nước cốt để làm nước sốt ha. Nguyên liệu tiếp theo Mai Khôi có ở đây là 400g tôm. Thì tôm này mình đã bóc vỏ nhưng mà mình chừa lại cái phần vỏ dưới đuôi nè. Và mình lấy chỉ lưng sau đó rửa sạch để cho nó thiệt là ráo nước. Mình có ở đây là 120g đường thốt nốt là khoảng 2 miếng như thế này. Mai Khôi sẽ giã cho nó nhỏ ra một chút rồi mình cho vào trong cái nồi nấu cho đường nó tan ra. Các bạn để lửa nhỏ thôi nha, đừng để lửa lớn. Khi mà đường nó tan ra như thế này nè, mình đừng có để cho nó đậm cái màu quá thì cái nước sốt của mình ăn nó sẽ có cái vị đắng. Mình cho nước vào liền nha, để cho đường nó không có bị cháy đó. Thì Mai Khôi cho vào là 12 muỗng canh nước. Rồi cái nước cốt me lúc nãy mình dầm ra nè, thì Mai Khôi sẽ lấy là 6 muỗng canh nước cốt me mình cho vào trong cái nồi đường luôn. Mình cho thêm vào đây là 2 muỗng canh tương cà chua. Cái này là Mai Khôi cho thêm vào thôi, nếu mà các bạn không thích đó thì khỏi cần cho cũng được. Rồi mình sẽ nêm nếm cái nước sốt này xem nó đã có cái vị ngọt chua như ý mình mong muốn hay chưa. Mình thì thấy nó hơi bị thiếu cái vị chua một chút cho nên sẽ cho thêm vào đây là 1 muỗng canh nước cốt me. Rồi mình nêm vào đây là 6 muỗng canh nước mắm. Tùy theo loại nước mắm các bạn sử dụng mặn lạt như thế nào mà mình điều chỉnh ha. Nói chung mình nêm nếm theo khẩu vị của gia đình. Rồi mình khuấy đều và nấu cho cái nước sốt này nó sôi nhẹ trở lại là mình đã có cái nước sốt để dùng cho bát thái rồi đó. Mình dùng lại cái chảo lúc nãy mà mình chiên đậu hũ á, Mai Khôi sẽ cho bớt dầu ăn ra, chỉ giữ lại một chút xíu thôi. Rồi mình cho vào đây là một tép tỏi băm nhỏ, mình phi cho tỏi này nó thơm lên. Khi tỏi thơm và bắt đầu chuyển vàng thì mình cho phần tôm vào và cho vào đây là một muỗng canh sốt bát thái lúc nãy mình mới làm á. Và mình sẽ xào cho cái tôm này nó gần chín tới nha. Mai Khôi sẽ xào với lửa lớn luôn. Đây, tôm Mai Khôi xào nó gần chín rồi nè. Thì mình sẽ cho nó ra một cái dĩa và mình sử dụng lại cái chảo này luôn. Mình cho vào đây một chút xíu dầu ăn và cho vào đây một tép tỏi băm nhỏ. Mình cũng phi cho tỏi này nó thơm. Khi mà tỏi đã thơm rồi thì mình sẽ cho phần phở lúc nãy mình ngâm đó mình cho vào. Thì tùy theo các bạn có thể xào hết một lần luôn cũng được. Hoặc là mình ăn phần nào thì mình xào phần đó. Ở đây thì Mai Khôi xào từng phần nha, chứ mình không có xào hết một lần. Rồi mình cho nước sốt vào. Thì nước sốt thì mình cứ nêm từ từ vào để cho nó vừa ăn ha.
Mẹ Khôi sẽ nêm trước là 3 muỗng canh nước sốt nè. Rồi mình xào cho cái cọng phở này nó chín và nó thấm cái nước sốt. Và đây cọng phở Mẹ Khôi xào nó đã chín mềm rồi nè. Lúc nãy mình có thêm một muỗng canh nước sốt nữa để cho nó vừa ăn. Thì khi mình xào cho cọng phở nó chín mềm và thấm gia vị rồi, thì mình sẽ cho cọng phở này nó qua một góc chảo. Mình cho vào đây chút xíu dầu ăn, rồi mình cho trứng gà vào nha. Thì trứng các bạn cho nhiều ít tùy theo các bạn muốn ăn bao nhiêu. Thì ở đây mình sẽ cho 2 cái trứng vào. Khi mình thấy trứng nó chuyển sang cái màu trắng ở lớp dưới á, thì mình sẽ dùng đũa mình tán nhuyễn cái trứng này ra. Thì tùy theo các bạn thích nó nhuyễn hẳn luôn hoặc là nó thành từng miếng. Thì nếu mà các bạn muốn nó thành từng miếng to to á, thì mình đợi nó hơi gần hơi chín chín thì mình hãy tán. Còn đây thì mới Khôi muốn cho nó nhuyễn luôn. Đó, mình cứ đánh vòng vòng như vậy nè. Trứng mình tán cho nó nhuyễn ra rồi đó, thì mình sẽ cho phần đậu hũ với lại tôm vào. Thì các bạn cho nhiều ít tùy ý nha. Giờ mình sẽ đảo đều và nấu cho tôm nó chín hẳn, tại vì lúc nãy tôm mình mới làm cho nó gần chín thôi. Bây giờ mình nêm nếm lại thêm một lần nữa để xem nó đã vừa ăn hay chưa. Mình thích nó đậm đà hơn cho nên sẽ cho thêm một muỗng canh nước sốt vào nữa. Rồi cho vào đây một ít giá và hẹ. Thì giá với hẹ thì các bạn cho vào tùy ý. Rồi mình sẽ đảo nhanh nha. Rồi bát thái của mình đã làm xong rồi đó. Bây giờ Mẹ Khôi sẽ cho cái phần bát thái này ra dĩa. Mình cho thêm một ít hẹ nè, mình để một bên góc dĩa nha. Vừa trang trí mà ai muốn ăn thêm thì có thể thêm á. Rồi mình có ở đây là đậu phộng rang vàng giã nhỏ nè. Một ít ớt bột, đó nếu mà ai thích ăn cay thì có thể cho vào. Voila, vậy là món bát thái Mẹ Khôi đã làm xong rồi nè. Cái món này làm nó cũng không có khó ha. Thì mình có thể tự tay vào bếp làm món bát thái để chiêu đãi gia đình và bạn bè. Ở đây Mẹ Khôi có bỏ thêm một miếng chanh nữa. Để mà khi ăn nếu mà mình thích cái vị nó chua nhiều hơn á, thì mình có thể vắt thêm chanh vào. Đó, thì bạn nào thích làm món bát thái giống Mẹ Khôi thì vào bếp cùng làm với Mẹ Khôi nha. Bây giờ thì Mẹ Khôi xin được kết thúc video ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã bỏ thời gian ra theo dõi cũng như là ủng hộ Mẹ Khôi. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, share video và để lại bình luận góp ý cho Mẹ Khôi ha. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. À, biên tố.